Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ chuông chuông cổng nhá các bác nhá. Đấy. Cái chuông này thì các bác để ngoài cổng để mình có khách khứa về thì mình sử dụng nó rất là tiện. Có khách đến nhà thì các bác chỉ cần là có người ta bấm chuông là xong. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán tích kê này các bác này, để các bác dán cái miếng dán này vào trên trên cổng nhà mình này. Đấy. Và một quả chuông như này. Một cái chuông như này thì nó dùng nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả nhá. Hướng dẫn sử dụng thì không có cái gì là phức tạp cả. Hàng thì bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Đơn giản, về nhà các bác chỉ cần cắm cái cục chuông này vào điện lưới cho em này, điện 220 này. Sau đó thì các bác gắn cái này ở ngoài cổng này. Đấy, là các bác có người đến nhà người ta chỉ còn bấm này. Đấy, rất tiện các bác nhá. Đây. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm cái con này vào trong nguồn điện 220V, cắm vào trong nhà nhà mình ấy, để mình nghe được tiếng chuông nhá. Còn lại là cái này thì các bác có cái miếng dán này rồi, các bác bóc ra, các bác dán vào cổng cho em, dán vào ngoài cổng ngoài tường ấy. Đấy, là khi mà khách họ đến là họ sẽ bấm chuông là xong. Và lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì dán cái này là dán vào cái chỗ mà không bị nước mưa các bác nhá, không bị nước mưa ấy thì nó sẽ bền chắc chắn hơn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cổng nhá. Đấy, chuông cổng này. Đấy. Chuông cổng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145k nhá, 145.000 cho một bộ chuông cổng như này nhá. Lên cho em chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng áp quy nhá, bóng áp quy. Thì con này nó cũng rất là tiện thôi. Thì ví dụ như là nhà các bác có gọi là áp quy đấy. Nhà các bác có áp quy thì các bác dùng cái này cho em. Đề phòng khi mất điện thì mình dùng cái bóng này mình kẹp vào cho em vào áp quy nhá. Đấy, thì bên đỏ này là dương này, bên đen này là âm này. Thì các bác chỉ cần kẹp vào cái áp quy, sau đó thì mình treo lên để mình lấy ánh sáng nhá. Bóng này nó chuyên dùng cho áp quy 12V. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quả bóng áp quy như này. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 40k nhá. Đấy, bóng này là chuyên dùng cho áp quy. Đấy, lên mã giúp cho em là bóng áp quy nhá. Bóng áp quy này. Đấy. Bóng áp quy. Bóng áp quy. Giá của nó sẽ là 40k trên 1.000 một quả nhá. 40.000 trên một quả bóng áp quy như này. Đó. Đây các bác này, đấy, đây là em đang kẹp. Đây là em đang kẹp vào cái quả đây. Đấy, em đang kẹp vào cái cục của cái này là con sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình 12V này. Đấy, bóng rất là sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác có cái áp quy 12V thì các bác sạc vào cho em. Dùng cho em. Đây. Đây em đang kẹp vào cái bình bình áp quy 12V đây. Đấy, cái bình áp quy 12V này. Đấy. Và em đang cắm dạng như là cắm sạc đấy. Đấy, đang kẹp vào như này là xong. Đó. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, và rất là sáng luôn. Bóng thì rất sáng các bác này. Đấy, bóng rất là sáng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác dùng cho áp quy thì rất là tiện rồi. Nhà bác nào có áp quy thì mình dùng cho em. Đó. Và tiện đây em giới thiệu luôn cái con sạc bình áp quy 12V nhá. Con này thì dùng để sạc bình áp quy này, công suất của nó là 5A nhá, 5A. Đây. Đấy, 12V 4A này. Đấy, 100A. Đấy, và con này thì sạc ô tô, sạc xe máy đều ok hết nhá. Con này thì nó vừa là các bác vừa là sạc áp quy này, vừa khử xun phát này, rồi nói chung là đa chức năng luôn, chống đảo chiều, khử xun phát. Kể cả các bác có đấu vào mà bị đảo chiều cũng ok luôn, không có vấn đề gì nhá. Hàng này của nó thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nói chung là rất xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 cho một cái con sạc bình áp quy 12V như này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là sạc 12 nhá, sạc 12 này, đó. Sạc 12, giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời các bác. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng mặt trời như này. Đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác luôn. Đó, đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Đấy. Đây. Đó, đây là một con đèn như này nhá. Đó. Rất sáng luôn các bác. Có phụ kiện đi kèm đây. Có ốc yếc cái thứ có vít để các bác bắt vào trong trên cái cột thép nhà mình nhá. Đó. Và con này rất là sáng luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn năng lượng kèm pin, kèm sẵn tấm pin như này nhá. Kèm sẵn tấm pin này cho các bác luôn. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần là bắt cái đai này vào thôi. Bắt cái đai này lên cột này vào cái vị trí có đủ ánh sáng cho em là xong. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 50 và chiều rộng thì vào khoảng là 25. Đấy, chiều dài thì nguyên cái phần thân đèn này vào khoảng là 60 này. Đấy. Và con này thì đây.
đấy. Ban buổi tối thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. Cảm biến nhá, cảm biến các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng cảm biến. Con này thì tiêu chuẩn IP nhá, tiêu chuẩn IP kháng nước cho các bác luôn, tiêu chuẩn IP kháng nước. Rất sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đây em sẽ tắt điện đi để em test cho các bác xem. Tắt điện đi em test cho bác xem luôn. Tiêu chuẩn IP kháng nước cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đó. Đây các bác này. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy có mỗi một quả bóng này thôi này. Đấy. Mỗi một quả bóng này thôi. Đấy rất sáng luôn nhá. Đây em bật cho bác xem. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây. Cả kho nhà em này, sáng trưng luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng thì thích lắm. Công suất của nó thì khá là lớn luôn. Công suất của nó khá lớn luôn. Để em xem cái con này thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu watt nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, em dọi ra hàng này. Rất sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, rất sáng nhá. Dùng con này thì chấm hết luôn các bác thấy chưa? Đó. Sáng cả một khoảng sân luôn các bác có thể dùng để khoảng sân mình trời tối thì rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất là hợp lý, chỉ có 590 nghìn thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy, đèn cột. Đèn cột năng lượng, đèn cột năng lượng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590k nhá. 590k cho một con đèn cột năng lượng như này. Và bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 590k nhá. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì chỉ có 80k trong con đồng hồ nhiệt kế như này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em này. Cái này bên em bán thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Bán thì không kèm pin. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, đúng 12 giờ trưa thì đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy. Cứ đúng 12 giờ trưa thì các bác. Đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin, đây là quả pin mẫu em lắp vào cho các bác xem thôi. Đây. Đấy, đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó sẽ cập nhật cho các bác. Thứ nhất là nhiệt độ này, độ ẩm và giờ sẽ là 12 giờ. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy như này. Đấy, các bác có thể để rất là tiện này, số điện tử đẹp rõ ràng này. Nhiệt độ hôm nay đang là 25,7 độ C này. Độ ẩm là 99%, miền Bắc đang nồm rất là mạnh luôn. Đấy, 12 giờ nha, các bác cứ đúng 12 giờ trưa lắp vào cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế giá sẽ là 80k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp rem điện tử nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bạn, được làm từ sợi carbon. Con này thì các bác dùng là nó sẽ là số điện tử thì dùng nó cũng rất là tiện các bác này. Đấy. Dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá, số điện tử đây các bác này. Đấy. Bấm này là số nó sẽ lên đây, nó có lẫy cản pin thì các bác rút ra cho em này. Đấy, và dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là ba cách đo là đo đường kính bên trong này. Đấy, đo đường kính bên ngoài này. Đấy, và bên ngoài bên trong và đo chiều sâu nhá, chiều sâu 15 cm. Đấy, và con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, thước thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, chứ là sợi carbon. Đấy, nôm na nó là như vậy. Và giá thì sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k. Nên em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng thước kẹp rem bằng cơ nhá. Đây. Con kẹp rem bằng cơ này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và được làm từ thép các bác nhá. Đấy, được làm từ thép. Con này thì làm từ thép thì con này dùng bền đẹp chắc chắn và số của nó thì siêu chuẩn luôn, số nó siêu chuẩn luôn các bác này. Đấy. Đây. Đây đây để các bác đo rem bao nhiêu rem là đo đây, các bác cứ kẹp ở đây là chính xác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bên trong, bên ngoài và chiều sâu, được làm từ thép nhá, được làm từ thép. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng hàng bãi của Nhật nhá. Đây. Unica Japan bên này. Đấy, hàng bãi nội địa Nhật nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. 150k cho một con thước kẹp rem như này. Đấy, lên cho em là thước kẹp rem cơ nhá. Thước kẹp rem cơ giá sẽ là 150k. 150k cho em thước kẹp rem cơ như này nhá. 150.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái dầu gió của dầu gió của Mỹ nhá. Đấy, dầu gió của Mỹ. Đây. Đấy. Thì đây là cái dầu gió của Mỹ các bạn này, dầu gió của Mỹ đây. Đấy. Một hộp một lọ này thì sẽ là 40.000. Một lọ này sẽ là 40.000 các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k, hàng nguyên đai nguyên tem nguyên kiện như này. Còn các bác lấy cả dây này thì giá của nó sẽ là 450.000 cho một dây này 12 lọ này.
một dây này sẽ là 12 lọ hàng dầu gió của Mỹ đây các bạn này. Đó, hàng thì sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng sản xuất ở Singapore và xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, đây đấy, đây cái hộp này em bóc rồi đấy các bạn này. Đây, đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, đây đây các bạn này, đấy, xuất cho thị trường Mỹ này, đây USA các bạn này, nó đây USA nhá, hàng xịn 100% luôn, xuất cho thị trường Mỹ luôn các bác nhá, rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nắp là nắp xoáy hai lớp nhá, nắp xoáy chống tràn hai lớp cực kỳ an toàn luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, các bác bị đau bụng này rồi cảm nóng cảm lạnh rồi ok dùng được hết nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ, dầu gió xanh nhá, 40.000 một lọ nhá. Lên mã giúp cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Và các bác mua cả dây này nhá. Nếu các bác mua cả dây này là 12 lọ thì giá sẽ là 450.000 này, 450.000. Còn mua một lọ này thì sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió xanh như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo mật nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều máy hàng mới luôn. Nhà này lên video gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là em về cho các bác cái mã đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt cái này thì cũng nhiều khách hỏi và đợt này mới lại có hàng về. Thì một túi này của nó sẽ vào khoảng là 30 chiếc. Đấy, đầy đủ to nhỏ lớn bé, thì khi mà các bác dùng đồ điện ấy thì các bác dùng cái đầu bấm cốt này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn, rất là chuyên nghiệp luôn. Dùng nó an toàn và chuyên nghiệp. Nếu các bác dùng mà không có cái đầu bấm cốt này thì nhiều khi điện đóm nó bị mo ve, bị chập chờn. Thì ví dụ các cái đầu dây là các bác chỉ cần đưa vào những cái đầu bấm này là mình bấm, sau đó thì mình vặn ốc vặn yếc vào, nó rất là chuyên nghiệp luôn. Lên mã giúp cho em là đầu bấm cốt nhé. Giá thì sẽ là 50k cho một bịch đầu bấm cốt như này. Một bịch này của nó là tầm khoảng 30 chiếc. Đấy, 30 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là đầu bấm cốt này. Đấy, đầu bấm cốt. Đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt này, giá sẽ là 50k. 50k trên một bịch nhá. 50k trên một bịch bao gồm là 30 chiếc nhá. 30 cái, 50.000 cho một bịch như này, bao gồm 30 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phin pha cà phê hàng của Trung Nguyên nhá, hàng của Trung Nguyên. Đấy, thì Trung Nguyên này nó là một cái thương hiệu cà phê nổi tiếng trên toàn cầu rồi, cả Việt Nam và toàn thế giới rồi nhá, cả Việt Nam và toàn thế giới luôn. Đó. Phin của nó thì là dòng phin bằng nhôm nhá. Đấy, dòng phin bằng nhôm rất là ngon lành cho các bác luôn, dòng phin bằng nhôm nha. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái cữ pha cơ bản này. Đấy, phin bằng nhôm cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái phin pha cà phê như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là phin pha cà phê nhá, phin pha cà phê giá sẽ là 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Đó, giá thì khá là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đấy, rất là tiện ích luôn, 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha cà phê buổi sáng, hoặc là các bác uống cà phê thì mình dùng cái này kia. Phin pha cà phê giá sẽ là 40k cho một bộ phin như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái xích mèo nhá. Đấy, con này thì nếu mà các bác xích các cái loại chó nhỏ cũng được, hoặc là không thì mình chỉ dùng để xích mèo thôi. Đây, đấy, nó sẽ có cho các bác một cái đai tròn như này nhá, một cái đai tròn như này, và xích là bằng inox này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu quặc như này, đầu quặc này các bác này. Đấy, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1,5 m nhá, chiều dài khoảng 1,5 m. Đây, đấy, em sẽ tháo ra một cái cho các bác xem. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để xích chó, xích mèo, rồi các loại chó con các bác nhá. Đấy, chó con hoặc là mèo rất là ok, thì nói chung là chó con cũng được. Đấy, bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Hàng này của nó là hàng liền nhá, hàng liền này các bác này. Đấy, hàng nó dập gần như là liền luôn. Đấy, giờ gần như là liền luôn các bác nhá. Đấy, đây. Thì cái này thì em không biết là nó có liền hay không, nhưng mà trông nó khít lắm. Đây các bác này. Đấy, trông nó khít lắm thì chắc là nó liền đấy các bác. Đấy. Thì nó dập như này chắc là cái này nó có thổi thổi liền rồi. Có thổi liền như này các bác này. Sáng bóng đẹp luôn nhá. Đó, đây. Đấy, và đây nó sẽ là cái khuy chốt của nó này. Và đây là cái đầu quạc này. Đấy. Chiều dài khoảng 1,5 m nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xích chó mèo này. Đấy, xích chó mèo. Giá thì gửi tới các bác cái giá chỉ có 40.000 trong cái xích chó mèo này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xích chó mèo này. Đấy. Xích chó này. Đấy, xích chó cũng được, xích chó mèo nhá. Chủ yếu là các bác dùng để xích mèo thôi và chó con thôi. Xích chó mèo, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc như này. Đấy. Thì cái này của nó thì nó chỉ nhỏ như là đây, trong cái ngón tay này các bác này. Đấy, nó trong ngón tay này. Chiều dài của nó thì vào khoảng 2 phân và cái chiều ngang này của nó thì khoảng là gần 1 phân nhá. Đấy. Thì các bác cảm nhận này, đây, nó sẽ là trong cái ngón tay như này các bác này. Đấy, không các bác về các bác nhận hàng này, là to nhỏ thế nào thì nó phức tạp.
Đấy, giá thì chỉ có 40k cho một cái xích chó mèo này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh thì ở đây nó sẽ là cái vòi màu cam và màu xanh như này, màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên là vòi cam xanh nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng mà chia ra làm hai đường nước này, chia ra làm hai đường nước như này đó, chia ra làm hai đường nước như này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 50k thôi, 50k nhá, 50k cho một cái xích chó mèo như này nhá, 50.000. À xin lỗi các bác, là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Đấy, 50.000 nhá, chia ra làm hai đường nước và có đầu xoáy như này nhá, có đầu xoáy như này luôn. Các bác có thể kết nối với các cái hệ thống vòi xịt rửa tưới cây rất là tốt luôn. Đó, và cái này thì hệ thống dẫn nước của nó rất là tốt nhá, dẫn nước rất là tốt luôn. 50k trong cái vòi cam xanh như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá, đồng hồ led 140.000 một chiếc. Đây, nó đúng như trên hình này luôn, nó hiển thị như trên hình này nhá. Có hẹn giờ rồi, có chuông báo rồi, có cập nhật nhiệt độ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ làm con đồng hồ led như này, chiều dài khoảng là 17-18 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đấy thì các bác để trên bàn như này nó rất là tiện này. Đây. Đấy và số nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Đấy và con đồng hồ led này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000 cho cái mã đồng hồ led như này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k trong cái mã đồng hồ led này nhá, 140.000. Lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Cái này nó sẽ là bật lửa kèm đồng hồ luôn và nó không có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga. Đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy còn bật lửa, về nhà các bác tự bơm ga và có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng như này. Các bác theo. Đấy, có đèn báo sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga này, tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con bật lửa đồng hồ này. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng lấy dây tai đa năng như này. Cái dây tai này đang bán bao nhiêu đấy Phương? Thì nó sẽ là con này bên em đang bán là 30.000 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là hời luôn, chỉ còn 20k thôi. Đấy, 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết và đựng trong một cái lọ như này, đựng trong một cái lọ bằng inox như này các bác này. Và có gioăng chống nước luôn, thì các bác có thể treo vào móc khóa này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ này đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn 20k thôi. 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này các bác nhé, giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nước hoa này. Đấy, nước hoa thì nó sẽ có cho các bác là nước hoa Chanel và nước hoa Gucci, giá thì đều là 120.000 cho một lọ như này nhá, 120.000 cho một lọ như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này, đây, made in UK này. Đấy, UK là Anh Quốc các bác nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là hàng của Pháp này, Chanel này thì là của Pháp này, made in Fancy này. Đó, đây, made in Fancy nhá. Hai lọ này thì giá đều là 120.000 một lọ nhá. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây là Gucci này, Gucci là hình cây lá này. Đấy, còn Chanel thì nó sẽ là hình màu xanh đen như này và giá đều là 120.000 nhá. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện em cũng không tiện bóc ra nhá, cũng không tiện bóc ra luôn. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này 120.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng nhá. Đấy, à các bác, bật lửa viên ngọc này, đây. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Ở trên nó có đính một viên ngọc như này. Và con này thì nó dùng bằng đá này, dùng bằng đá và các bác cho dầu, gọi là dầu thơm hoặc là xăng vào đây là đều được nhá. Đấy, thì các bác dùng thì các bác biết rồi, cho cái gì là các bác biết rồi các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có đính một viên ngọc như này, rất là đẹp luôn. Bật lửa ngọc 130.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ này, Crosman USA nhá. Kìm chết của Mỹ như này. Đó, Crosman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Crosman USA. Con này thì bên shop cũng đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi nhá. 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ 100.000. Con này thì dùng bao phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100k cho một con kìm chết Mỹ như này thôi. Đấy, 100.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen, bộ này thì sẽ bao nhiêu nhỉ? 130.000, bao gồm cho các bác là hai con dao bản to này. Hai con dao bản to thì con này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi, thì các bác có thể dùng để
thái hoặc là chặt nhẹ thôi nhá, chặt nhẹ và băm thôi. Chứ nếu các bác dùng để chặt gà thì gà nhỏ thì được, chứ còn gà to là không được nhá. Nó chỉ nặng khoảng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng thôi, 2 lạng rưỡi đến 3 lạng nhá. Hàng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Rất là bén luôn. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao như này, 3 con dao như này. Cán của nó thì bằng nhựa nhá, thép của nó là thép vân gỗ này, thép vân gỗ như này. Đó. Cán bằng nhựa, thép vân gỗ. Và có kèm cho các bác là một con kéo này. Con kéo này thì có thể cắt gà, cắt cá này, khui bia này, làm vẩy cá này, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, và một con liếc như này. Đấy, combo cho các bác một cái bộ dao đen 5 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, bỏ anh tờ giấy này. Đấy, combo cho bác luôn. Đấy, combo cho bác như này, xé cái quyển này. Đấy, 130.000 nhá. Đây, em sẽ test em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy, hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, cái tờ giấy này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, một cái tờ giấy rất là mủn nhá. Đấy, mà em cũng dọc được bình thường thôi. Đấy, rất bén luôn các bác. Đấy, hàng siêu bén luôn. Các bác thấy chưa? Đó. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Phương hỏi cái này đi. Này. Bộ dao đen này, 130.000 này. Đấy, cái GP7 này hỏi đi. 130.000 thì cái bộ dao đen như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải điện như này, bao gồm cho các bác là một đầu điện và bốn đầu bàn chải nhá. Một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy, một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy. Đấy, một đầu điện và bốn đầu bàn chải như này. Một con thân máy điện và bốn cái bàn chải nhá. Đấy, bốn cái bàn chải như này. Kèm thêm một cáp sạc. Hả? Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác nhá, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nó rung rất là mạnh các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Đấy, rung như này thì là khi các bác đánh răng thì nó giúp vệ sinh răng lợi rất là tốt này. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em bao ship thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Bên shop còn mấy cái con robot này nữa này. Đấy, nó hàng thì nó bị lỗi thì em cũng không biết nó lỗi lầm ở đâu như nào, thì các bác có thể mua về để mình sửa chữa. Đấy, mua về mình sửa chữa. Đấy thì tùy theo các bác muốn mua về mình tự mày mò mình sửa chữa được hay là như nào đấy, tùy các bác thôi. Cái này thì bên em bán thanh lý cho các bác giá sẽ là con này thì bên em đang bán sẽ là 120.000. Hôm nay thì bên em thanh lý cái hàng lỗi này cho các bác giá chỉ có 20k thôi. 20k cho một con robot như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi, hàng bị lỗi nhá, hàng bị lỗi. Thanh lý cho bác với giá đó là 20k. 20k cho một con robot hút bụi như này. Em còn khoảng gần chục con nữa, các bác có thể mua về để thay tháo sửa chữa. Bên trong này nó có một viên pin 18650 mà em đang bán ra đã là 30k rồi. Thế mà cả một thân máy như này giá chỉ có 20.000 thôi là quá lỗ rồi các bác nhá. 20.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ lục giác nhé. Bộ lục giác 7 màu này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bộ này bao nhiêu đấy? Bộ lục giác 7 màu các bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. Tổng là 9 cây các bác nhá. Bộ lục giác 7 màu của Nhật đẹp, chất lượng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Bộ lục giác 7 màu nhá. Đây, nó có hai đầu như này các bác này. Đấy, hai đầu như này. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó. Các bác lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Giá thì chỉ có 90k thôi, 90k cho một bộ lục giác 7 màu hàng nội địa của Nhật đây. Kabushi Japan này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lục giác nhá, bộ lục giác này. Bộ lục giác giá của nó sẽ là 90k cho một bộ lục giác như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá, Kabushi Japan, cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Con này khi cắt thì các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi. Đây, đấy đúng như này luôn này. Đấy, khi các bác cắt thì đẩy vào như này. Đấy là cái miếng tôn nó sẽ nằm ở bên dưới tay mình như này. Đấy, bên dưới tay mình như này thì rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn. Hàng thì nó sẽ là hàng trợ lực nhá, kéo cắt tôn có trợ lực này. Đấy, có trợ lực và hàng của Nhật này. Đấy, có trợ lực rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn nhá. Đấy, kéo cắt tôn trợ lực. Kéo cắt tôn trợ lực nha. Kéo cắt tôn trợ lực này. Kéo cắt tôn này. Trợ lực giá của nó sẽ là 160k nha. 160.000 cho em kéo cắt tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái mẫu đèn đeo đầu 5 bóng nha. Các bác lên theo là đèn đeo đầu 5 bóng này. Đấy, con này thì hàng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng nhá. Đấy, rất là sáng nhá. Và cái giá thì rất hợp lý này. Các bác có thể dùng để mình đeo đầu, có dây đeo đây. Có dây đeo và kèm một cái cáp sạc như này.
các bác dùng để đeo đầu mình đi làm, đi chợ, đi búa hoặc là đi soi đi dọi đều ok hết. 1 2 3 4 5 bóng như này nhá. Lên mã giúp cho em là đèn đeo đầu 5 bóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đèn đeo đầu 5 bóng như này nhá. Con này thì bên shop đang tri ân khách hàng và có chạy chương trình gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40k thôi nhá, 40k. Đó, lên cho em là đèn đầu 5 bóng này. Đấy, đèn đầu 5 bóng nhá, 5 bóng. Đấy, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. 40.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp keo đa năng nhá, keo đa năng. Thì đây nó sẽ là một lọ keo như này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một lọ keo như này các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Dính mọi chất liệu, mọi bề mặt cho anh em luôn. Đó, và giá rất là tốt. Đây em sẽ có video luôn. Đây các bác này. Keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bàn nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đến mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 20k trên một típ này. Và bác mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 3 típ là bằng 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nha. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó là hàng nội địa của Thái Lan. Thị phần của nó thì nó sẽ là hàng đứng đầu của thế giới luôn nhá, đứng đầu thế giới luôn. Đấy, đây nó sẽ là một cái công thức độc quyền của người Thái nhá. Đấy, cái này thì chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là ăn vào là đều dính hết nhá. Đặc biệt là cái này ưu điểm của nó là khi nó ăn là nó sẽ nhử cả đàn lên ăn luôn và chết cả đàn luôn, chết thối cả nhà cả ngõ lên luôn các nhá. Thối nhà, thối đường, thối ngõ lên luôn. Đó. Thì các bác lên xem là kẹo chuột giá sẽ là 30k nhá. Kẹo chuột giá thì sẽ là 30k trên một lọ như này. 30k trên một hộp như này các bác này. Hàng nội địa của Thái Lan, toàn bộ chữ Thái hết. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhá. Đấy, các bác lên xem là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một con bảng như này. Và đây nó sẽ có cái nút này. Đấy, có cái nút mở khóa này, các bác mở ra xem này. Đó, và đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Đấy các bác này. Các bác có thể viết này, dành cho trẻ em này, hoặc các bác có thể làm thợ làm nghề để mình viết lách cũng đều ok hết nhá. Đó. Có cái nút mở khóa đây, các bác mở khóa ra cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, xóa đi này. Đấy bác này, xóa đi này, rất là tiện luôn nhá. Viết xong lại xóa được. Các bác có thể dùng cho trẻ em để tô vẽ các thứ thoải mái luôn. Đó, tô vẽ, chế tạo thoải mái. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em là bảng tự xóa nhá. Con này đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô giá thì chỉ có cho các bác là 40k một chiếc này thôi. 40.000 các bác mua cho trẻ em học hành rất là tốt luôn. Tập vẽ này rồi nói chung là sáng tạo nội dung các thứ rất là ok luôn. Đó, giá sẽ là 40k trong cái bảng tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mẫu đèn phễu đây. Đấy. Phương ơi. Cái đèn phễu này bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu này. Đấy, một con đèn rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. 95.000 các bác nhá. Đấy, 95.000 cho con đèn phễu như này. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy các bác này. Đấy, có báo pin ở đây luôn nhá. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một chân sạc ra cho điện thoại đây này. Đấy, nút nguồn đây các bác này, rất sáng luôn và có công tắc như này. Đấy, con này rất chắc chắn các bác. Các bác dùng để làm thợ làm nghề đội đầu đi soi đi săn bắt hái lượm các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là đèn phễu nhá. Giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đèn phễu này. Đó, đèn phễu, giá sẽ là 95k cho một con đèn phễu như này. Đó. Tiếp theo thì và tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì dung tích của nó là 1 lít và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích 1 lít này các bạn này. Ấm pha trà dung tích 1 lít. Con này thì nó sẽ là dòng inox 316 nhá. Đây, su 316 này. Bên ngoài của nó thì sơn tĩnh điện sáng bóng này. Sơn tĩnh điện sáng bóng này. Bên trong của nó thì inox 316. Bên dưới thì đít này nó sẽ có lót cao su để chống trơn trượt và chống bị xước bàn nhá. Đó, inox 316. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lưới lọc như này để các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình hãm mình uống. Đấy. Và các bác chỉ cần xoáy nắp vào cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Khi rót thì mình mở nắp này cho em. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít.
lên mã giúp chị em, đó là ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên cho em là ấm pha trà này, ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt này, dao chặt hàng của Nhật nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con dòng dao chặt cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con dao chặt thế này. Hàng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho bác luôn. Siêu bén các bác luôn nhá, rất là bén luôn. Đấy, một con dao chặt thế này, hàng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, giá thì bên shop đang đây con này. Đấy, rất là bén luôn con này. Đó, dọc giấy thoải mái luôn nhá, rất là bén luôn. Giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, Asa, hàng của thương hiệu Asaka, hàng nội địa của Nhật, thép SK5 nhá. Dùng để chặt gà, chặt xương trâu, xương bò rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay siêu mỏng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 tính ra vào 10.000 một cái khay như này các bác này. 10.000 một khay như này. Đấy, mỗi khay đều có nắp đậy như này nhá. Đấy. 10 cái to nhất thì của nó sẽ là 18 sen. To nhất là 18 sen và nhỏ nhất thì nó sẽ là 10 sen. Đấy, 10 cái như này. Khay nào nắp đậy thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, lên xem là bộ 5 khay inox siêu mỏng. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp bộ 5 khay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng. Đấy, đây nó sẽ là một con vật muỗi rất là tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá sẽ là 150.000 cho con vật muỗi đứng như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đế sạc như này, các bác chỉ cần đặt vào này, sau đó thì mình cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất là tiện nhá. Đây con này. Dòng này của nó thì có ánh điện cực kỳ là mạnh luôn các bác nhá. Ánh điện cực kỳ là mạnh luôn và có cả cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút muỗi bay vào. Các bác cứ bật lên cắm điện và sau đó thì để dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm giường và con muỗi nó bay và nó sẽ bị chập và nó sẽ bị chết các bác nhá. Lên cho em là vật muỗi đứng, giá thì sẽ là 150.000, 150k cho một con vật muỗi đứng như này. Bình thường, đúng rồi, bình thường nếu các bác dùng một cái vật thường thôi cũng đã phải mất thằng tiền 100 đến 120 rồi. Đây, đây một cái vật cao cấp như này. Đấy, vật muỗi đứng thông minh, giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là vật muỗi đứng nhá, vật muỗi này, vật muỗi đứng giá sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác này, dao dọc giấy đây. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho bác cái giá chỉ có 10.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua combo từ 3 chiếc trở lên, còn nếu các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 10.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Qua đây mấy lần nhiều điều ô tô khó nhìn lắm. Đúng rồi. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng mới này. Đấy thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gió xanh nhá. Đấy, dầu gió xanh. Dòng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy. Dầu gió hiệu con ó đây các bác này. Dòng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy, các bác dùng thì đây, hàng made in Singapore nhá. Sản xuất tại Singapore, nguyên tem nguyên đại, nguyên đai nguyên kiện như này. Và nó là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ thì các bác biết rồi. Đấy, hàng của Mỹ là nó phải đạt tiêu chuẩn thì mới được xuất vào Mỹ nhá. Và sản xuất tại một cái đất nước là đất nước Singapore thì các bác cũng yên tâm sử dụng các bác nhá. Đó. Thì đây. Đấy thì bên shop có bán lẻ theo một lọ và có bán theo cả một lố như này nhá. Một lố như này của nó sẽ là 12 chai. 12 chai. Mua lẻ thì sẽ là 40.000 cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này các bác. Đấy, đây. Hàng sản xuất tại Singapore nhá. Made in Singapore các bác này, made in Singapore. Và hàng này thì nó sẽ là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Xuất cho thị trường Mỹ. Đây. USA các bác này. Đó, đây. Có thấy chưa? Đó. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác như này các bác này. Đấy. Hàng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, một cái lọ dầu gió như này. Đấy, các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Đấy, hoặc là dầu gió là được rồi. Đây. Đấy. USA các bác này. Và sản xuất tại Singapore. Siêu thơm luôn. Đấy, siêu thơm và rất là nóng. Và nắp của nó là hai lẫy liền nhá. Nắp hai lẫy liền. Mở ra là cứ thơm phức luôn các bác này. Đấy, dầu gió xanh. Mở ra rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Bác nào bị đau đầu, đau bụng rồi lạnh chân tay này các bác dùng cho em rất là tốt luôn. Đấy, hoặc các bác có thể cho vào nước để mình dùng để mình ngâm chân rất là tuyệt vời luôn nhá. Đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Tem mác bên trong bên ngoài đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu gió nhá các bác nhá. Đấy, dầu gió xanh.
Bên shop sẽ bán theo một lọ như này. Một lọ này thì giá của nó sẽ là 40.000. Còn các bác nếu mà lấy cả dây nhá, một dây như này của nó sẽ là 12 lọ. Đấy. Một lọ thì sẽ là 40k nhá. Đây. Một lọ này sẽ là 40k cho một lọ dầu gió như này nhá. 40k cho một lọ dầu gió như này. Còn nếu các bác mua cả dây như này nhá, cả dây như này là 12 lọ này. Đấy, 12 lọ nhá. Giá sẽ là 450k. 450k và bên em bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. 450.000 cho một dây như này và bên em bao ship các bác nhá. 450.000. Còn mua lẻ thì là sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 40k cho một lọ dầu gió như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một số các cái mã đồng hồ này. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì bên em vẫn có mặt đen và mặt vàng như này. Mặt đen và mặt vàng như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Sẽ có cho các bác là mặt đen này, mặt vàng này. Đấy, và đều có lịch hết nhá, đều có lịch hết, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường như này. Có con mặt đen, con mặt vàng. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Rolex. Giá của nó sẽ là 300k nhá. Đấy, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k. 300k trong con đồng hồ Rolex nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Orin nhá, Orin đó. Hàng của thương hiệu Orin này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy. Con này thì nó có cái cả cái hệ thống xoay này các bạn này, rất là hay luôn. Đó, và nó có hai lẫy chỉnh như này các bạn nhá. Hai lẫy chỉnh như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ SK. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một cái mã đồng hồ SK như này nhá, đồng hồ SK. Mặt của nó màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, và cái này nó có cái kiểu xoay xoay các bạn này. Đấy, nó có kiểu xoay xê dịch như này. Trông nó rất là hay luôn. Đó. Thương hiệu SK này, đó. Đây. Rất đẹp các bạn nhá. 260.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đồng hồ SK, giá của nó sẽ là 260k nhá. Đồng hồ SK này, 260.000 cho con đồng hồ SK như này, 260.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái táo khô nhá. Đây, táo khô hàng của Nhật các bác nhá. Táo khô hàng của Nhật. Một bịch này của nó thì bên shop đang gửi tới cái giá đó là 80.000 cho một bịch như này. 80.000 cho một bịch như này. Một bịch này của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân nhá. Từ 8 lạng đến 1 cân. Thì cái này các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là mình hãm nước uống này, hoặc là mình dùng để ngâm rượu cũng rất là ok nhá. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng, ngon và rất là thơm luôn. Các bác ngâm rượu rất là thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô. Giá của nó sẽ là 80k. Công dụng thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, ngâm rượu này, hoặc là mình dùng để mình hãm nước uống cũng rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây. Đít này nó sẽ có cho các bác là cái lẫy để các bác lắp pin vào đây cho em này. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó. Cái này thì các bác sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ đấy nhá. Bên em bán thì không kèm pin đâu nhá. Giá chỉ có 90k và không có pin. Về nhà các bác tự lắp cái pin con thỏ nhỏ nhà mình vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể dùng để mình pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là pha ngũ cốc, pha cái gì cũng được. Đấy, các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường nhá. Có một cái hạt nam châm từ trường như này các bác cho vào nó sẽ bắt vào đây. Hàng thì bên ngoài bằng nhựa nguyên sinh, bên trong thì inox 304 nhá. Đấy, thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện luôn. Đấy, và các bác bật nắp này lên cho em này. Đó, lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em và pin là pin còn sống nhá. Đấy, như này cái này của em hình như là nó hết pin rồi. À đây được rồi đấy các bác. Đấy. Nếu các bác lắp mà không đúng chiều hoặc là pin hết thì các bác thay pin mới hoặc là lắp đúng chiều cho em là được các bác này. Đây. Đây các bác này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện các bác này. Đó. Thì mình cho vào mình pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Giá sẽ là 90k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác lên xem là dầu nóng Hàn Quốc. 40k một lọ như này. Đấy, 40k một lọ như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Chuyên trị đau
khớp gối này, khớp vai, cổ này, đấy, cổ và sống lưng. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng dòng kem như này các bạn này. Đấy, dòng kem như này các bác xoa vào cho em rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này thì các bác chuyên dùng để mình khóa xe thì em rất là tiện này. Đấy, đây. Ví dụ như là nó rất là nhỏ gọn, hai ngón tay như này thôi, nhưng mà nó là dòng thép đặc, các bác dùng rất là thích. Đây, các bác chỉ cần mở ra này cho em này, sau đó thì rút chìa ra. Đấy, và mình đặt vào cái phanh đĩa, mình chỉ cần sập vào này là xong, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là khóa phanh đĩa này là bao nhiêu? 55.000 cho một cái khóa phanh đĩa như này, rất là tiện nhá. Hàng bằng thép nguyên khối này, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa, sau đó thì nhấn nút thế là xong, là cái xe của mình đã bảo vệ được an toàn rồi. Giá thì chỉ có 55k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này thôi. Nhà bác nào mà có xe đạp, xe máy mà hay đi làm công trình hoặc làm ngoài đường hoặc để ngoài đường thì nên có, rất là tiện luôn. Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Đấy. Khóa phanh đĩa giá sẽ là 55k cho một con khóa phanh đĩa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Đấy, tất vỉ thì bên em có dòng màu đen và màu ghi. Đấy. Đợt này thì lại về thêm cho các bác cả cái màu ghi nữa. Đấy. Trước thì có màu đen, màu trắng, bây giờ thì có màu đen với lại màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi như này các bác này. Đấy. Một vỉ này là 10 đôi, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Các bác dùng cái này thì rất là thích luôn. Chất liệu của nó thì 100% là sợi cốt tông cho nên là thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt, chống hôi chân rồi nấm mốc các thứ rất là tốt luôn nhá. Và độ dài của nó là vừa phải thì các bác dùng mùa đông đều được, mùa đông mùa hè đều ok nhá. Đấy. Bác nào hay đi giày thường xuyên thì mua cái này cho em. 90.000 một vỉ như này các bác mua về để mình sử dụng dần. Đấy, mua về mình sử dụng dần thì nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ như này. Có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn. Trước thì có màu trắng nhưng mà đợt này về nó sẽ có là màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất đựng trong một cái vỉ như này và 10 đôi. Lên cho em là tất vỉ 10, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bàn là hơi nước mini rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình gọi là mang đi du lịch này, đi công tác này hoặc là đi làm đều được hết nhá. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng sử dụng công suất của nó là 700W này, 700W. Đấy, điện 220V. Đấy, 700W điện 220V rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái hệ dây như này và về nhà thì các bác chỉ cần là tháo cho em cái nắp này ra này. Tháo cái nắp này ra. Sau đó thì tháo nắp này ra này. Đấy, đây sẽ có cái nắp này tháo ra, các bác tháo ra sau đó thì các bác cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình có thể mình dùng mình phun nước rồi. Nhất cái này là nước nó sẽ ra này. Rất là tiện nhá. Đấy, và gập xuống nó rất là gọn và có điều chỉnh cho các bác cả nhiệt độ luôn thì các bác dùng nó rất là thích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini này thôi. 135k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini 135.000. Rất là tiện, các bác có thể mua để dùng trực tiếp ở nhà hoặc là mang đi du lịch cũng các thứ rất là ok nhá. Bàn là hơi nước mini này. Bàn là mini. Mini giá sẽ là 135k. Đó, 135k cho con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ đeo tay các bác nhá, đồng hồ đeo tay. Đây nó sẽ là một con đồng hồ điện tử như này. Bên shop gọi nó là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đeo tay và có cho các bác là một cái đốc sạc này, một đốc sạc và hai cái dây như này để các bác lắp vào này. Dây thì các bác lắp vào đồng hồ này cho em. Đây. Cái dây thì các bác chỉ cần sập vào cái lẫy cái rãnh họ đã để sẵn như này, các bác sập vào đây cho em là xong này. Đấy. Cái dây các bác sập vào như này là xong là mình đeo thôi. Con này thì giá rất hợp lý nhá, đồng hồ thì thân của nó là bằng khung nhôm hết nhá, khung nhôm hết. Về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp rồi nói chung là xem giờ rồi tính bước chạy các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, một con đồng hồ như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ T8 nhá. Giá sẽ là 170.000. Đấy. Đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 170k một chiếc nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Sử dụng thì cực kỳ là hữu ích luôn. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đấy thì lưu ý các bác là lắp sim vào phải khởi động lại máy, tắt nguồn bật lại máy mới nhận sim nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại như này, rất chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn led như này, là các bác bật lên là nó sẽ lên này. Đấy, còn về nhà thì các bác lắp sim vào cho em đây. Đấy, 4 khay sim luôn, lắp sim vào nhá, tắt nguồn đi bật lên này, bật nguồn tắt lên này. Đấy, các bác tắt đi bật lên cho em 2 lần để cho nó nhận sim là ok đó. Con này có một con đèn pin rất là sáng luôn, mà các bác bật nguồn lên cho em này đó. Ở đằng dưới này thì các bác sẽ có kèm cho em là một cái hệ thống, đó là một cái đây sẽ có cho bác là một cái hệ thống sạc như này, một cái sạc này, một cái ốp này. Đấy, và lô này thì có tặng kèm cho các bác là một cái vòng như này nhá. Cái tặng kèm này thì em để sẵn trong này rồi, thì nó hàng về theo lô, có lô thì có lô thì không đâu nhá. Đấy, và giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đây, về nhà các bác lắp sim vào cho em là ok thôi, là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, cho một con điện thoại 4 sim như này, hàng thì cực kỳ là chất lượng. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn và giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên em sẽ đổi mới cho bác trong vòng 10 ngày. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này, điện thoại 4 sim luôn, giá sẽ là 450k một con, 450.000 các bác nhá. Đấy, rất ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái này gọi là cái gì nhỉ? Nè, cái này gọi là cái gì đấy? Cốc giữ nhiệt à? Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Con này thì nó có cả nắp này, cả nắp và cả ống hút luôn các bác này. Ống hút bằng inox thì sạch sẽ, các bác dùng không phải lo ống nhựa rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con ly như này, hàng bằng inox 304. Hàng này của nó thì hàng xuất sang Mỹ các bác này. Đấy, American các bác này, American. Hàng xuất sang Mỹ. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để uống trực tiếp này, uống trực tiếp hoặc là lắp ống hút này, hoặc các bác có thể dùng để đậy cái nắp ống hút này lại này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì mình có thể dùng con này, các bác dùng bỏ cái nắp này ra nhá. Đấy, về nhà các bác bỏ cái nắp này ra cho em này, thì mình dùng làm cốc uống bia này, cốc uống bia hoặc là uống nước lọc, hoặc là uống các loại nước đều rất là thích. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá sẽ là 70k. Đó, ly giữ nhiệt này, dung tích của nó là 600ml nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái ly giữ nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi bạc các bác nhá. Đấy, vòi bạc các bác này. Đấy, các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cái này vào các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát hoặc là các cái đầu nguồn nước để các bác có thể điều chỉnh này, đảo hướng xoay 360 độ lắc léo cho em nhé, rất là tiện luôn. Đó, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc giá sẽ là 80k cho một cái vòi bạc như này. Con này thì rất là tiện, các bác về các bác lắp vào cái nguồn nước cho em rất là tiện luôn, vòi bạc này. Đấy, giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nha, con này lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Các bác xoáy cho em cái đầu vòi này ra này. Đấy, sau đó thì mình lắp cái vòi này vào thôi. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Xoay 360 độ đảo hướng này. Các bác có thể dùng đánh răng, rửa mặt, gội đầu này. Có thể điều chỉnh ra hai đường nước nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái vòi bạc như này. Lên cho em là vòi bạc, giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu tăng đơ A1 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho cái bộ tăng đơ A1 như này. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ cữ như này nhá, một bộ cữ như này các bác này. Đấy, rồi có cả dầu này, rồi chổi vệ sinh này. Đầu có cho các bác là có đầu
Có cái đầu này để các bác lắp vào trong lắp vào đây để mình cái này nó bị rơi ra đấy. Các bác lắp vào đây để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi rồi tăng đơ đầy đủ cho các bác luôn. Đây, tăng đơ bật lên nhá. Đó, tăng đơ. Đây các bác này. Đấy, đây là tăng đơ nhá. Tăng đơ này thì hàng chống ăn da cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không sợ bị ăn da nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu. Đây là cái đầu cạo râu này. Đấy, đầu cạo râu nhá. Đấy, đầu cạo râu thì các bác đưa vào mình cạo râu này. Sau đó mình không cạo râu nữa thì mình lại xoáy ra. Xoáy ra, bỏ cái đầu cạo râu này ra cho em. Đấy, và lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này. Đấy, lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào thì mình lại dùng mình tỉa lông mũi. Đó, tỉa lông mũi này. Đó, rất là ok luôn. Thì chọn bộ như này giá sẽ là 160.000, hàng 3 chức năng. Đấy, cạo cạo râu, cắt tóc và tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Các bác lên cho em là tung đơ A1 nhá. Đó, tung đơ A1 giá sẽ là 160.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D. Tăng đơ 9D. Đấy, con này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện. Đây, đấy. Con này thì hàng 4 chức năng. Đây là cái đầu để các bác dùng massage này. Tiếp theo nó cũng có cho các bác là đầu cạo râu này. Cạo râu thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba ấy như này. Đấy. Đầu cạo râu là ba bộ lưỡi, ba hệ lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn đây. Ba lưỡi kép như này các bác này. Đấy, đầu cạo râu ba lưỡi kép này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác massage này, rồi tăng đơ này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho bác luôn. Đây, đấy, các bác cứ lắp đầu nào vào thì mình sử dụng đầu đấy nhá, lắp đầu nào sử dụng đầu đấy. Tăng đơ thì các bác lắp tăng đơ mà tỉa lông mũi thì các bác lắp tỉa lông mũi. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần giật ra này là nó sẽ ra này. Sau đó thì mình lại lắp vào này cho em này. Đấy, lắp vào này cho em. Đấy, lắp vào này nhá. Đây, tăng đơ này. Các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em này. Đấy, cạo lông tay, lông chân này, chấn viêm này, rất là ok luôn các bác theo. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái bộ máy tăng đơ cắt tóc cạo râu 9D như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 95.000 thôi nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Giá sẽ là 95.000 cho một cái bộ tăng đơ 9D như này nhá. Tăng đơ này. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy. Tăng đơ 9D giá sẽ là 95.000. Ném thành cái cọ vịt 95.000 các bác nhá. Đó. Cái cọ vịt này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đầu chuyển cưa như này. Đấy, đầu chuyển cưa như này. Đấy, khi các bác lắp đặt vào thì nó rất là dễ dàng thôi. Đây, đấy, đây. Về nhà các bác lắp vào cái con máy khoan mini, máy cắt máy mài này. Đấy, lắp vào đây cho em này. Sau đó thì mình bật máy khoan máy cắt lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đấy, con này của em thì nó đang hết pin rồi. Và các bác lắp cái đầu mũi cưa vào đây cho em. Lắp cái đầu mũi cưa vào đây là mình dùng thôi. Đấy, rất là tiện. Khi các bác nhận hàng thì bộ này chỉ có 80.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, một cái đầu này và một cái tay công như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để cưa sắt hoặc là cưa gỗ hoặc là cưa ống nước. Đấy, cưa gỗ cưa ống nước là rất là ngon luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, tháo lắp thì rất dễ dàng các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn con này thì là 140.000. Đấy, lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này. Các bác chỉ cần lắp vào như này cho em là xong. Sau đó thì các bác dùng để mình cắt tôn miếng, tôn phẳng rồi tôn múi đều ok hết. Ở đây cái hệ thống bánh răng cắt của nó đây. Đấy, cái bộ phụ kiện để lắp đặt này. Đây và cái hình hướng dẫn này các bác này. Hình hướng dẫn đây. Đấy, các bác lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, ai cũng lắp đặt sử dụng được. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này các bác nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em mà cắt này. Rất ngon luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Đây. Tôn phẳng này. Đó, các bác theo, tiện chưa? Đó. Đấy, cắt rất là ngon. Đó, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn này, đầu cắt tôn.
Còn kia là đầu chuyển cưa, cái này là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn 140k một đầu nhá. 140.000 cho một cái bộ đầu cắt tôn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ có bao gồm cho bác là ba cái cút nối luôn và một cái đầu vòi bằng đồng như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt đây. Về nhà các bác kết nối cho đúng như hướng dẫn cho em và nó sẽ ra chia ra làm ba đường nước như này nhá. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh xoáy cái đầu để mình tùy chỉnh các cái hệ tia nước cho em. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây và giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, 50.000. Sẽ bao gồm cho các bác là ba cút nối và một đầu vòi như này các bác nhá. Ba cút nối một đầu vòi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời nhá, đèn năng lượng mặt trời. Đó thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng ba cánh nhá. Có ốc arc này điều khiển đầy đủ cho bác luôn và có một cái hệ pin như này, hệ pin năng lượng như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là không lên nhá, ban đêm nó phải lên nếu các bác cắm pin nhá. Đó. Và rất là sáng luôn. Đây. Đấy, rất sáng các bác này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, và có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Đó. Thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời, các bác dùng không hề tốn một đồng tiền điện nào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng ba cánh. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Đấy. Đèn năng lượng ba cánh này, đó. Đèn năng lượng này. Năng lượng ba cánh, giá sẽ là 180k cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Con này thì các bác dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh toilet, đặc biệt là cọ bệt nhà vệ sinh, nhà tắm rất là ok. Đấy. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán luôn, về nhà các bác chỉ cần dán lên tường cho em là xong. Đây, các bác lắp cái chân này vào cho em này. Đấy. Là đầu mình là dùng đầu cọ này. Đấy, cho silicon cho nước rửa bát vào đây. Đấy, đầu của nó là đầu cọ silicon mềm. Đấy, cho nước rửa toilet vào đây, mình kỳ cọ đánh này. Nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình dùng thì mình dán nó lên tường, sau đó thì mình để sập vào này là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi cọ vịt thế này nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt giá sẽ là 55.000. Đấy. 55.000 cho một cái bộ cọ vịt thế này. Con này thì dùng rất là tiện các bác, để trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình dùng thì không phải khoan đục gì và nó để trên tường thì nó rất là sạch, các bác không cần phải dùng xuống dưới nữa. Đó. Đấy, các bác cho silicon cho nước rửa vào cho em này, đánh kỳ cọ này. Rất là tiện luôn nhá, khe kẽ này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đó. Không dùng nữa thì mình lại để lên, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đây, một cái bộ khay úp cốc như này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chân này để các bác úp được 6 cái cốc. Và bên dưới này có một cái đĩa luôn để các bác hứng nước. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho cái bộ khay úp cốc như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 6 cái úp và hàng thì nó sẽ là hàng mạ vàng nhá, mạ vàng 18 carat, cực kỳ bền đẹp, sáng bóng, giữ màu cho các bác luôn, không bị gì sét. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái bộ khay úp cốc như này thôi. Con này rất là tiện này. Đấy, dùng nó rất là sướng, sạch sẽ. Bên dưới này có kèm cho các bác một cái đĩa nữa, một cái đĩa bằng nhựa. Các bác lắp vào cái đít này cho em. Khi nào các bác dùng thì mình lại tháo ra đổ nước hoặc mình rửa đi. Đó, hoặc là mình bỏ cốc ra là mình đổ trực tiếp luôn được, rất là tiện. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 70.000 các bác nhá. 70.000 cho cái khay úp cốc này. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái một cái mẫu đèn rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đây. Con này thì nó sẽ là kiểu dáng như này các bác này. Và nó có sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá. Và có kèm cho các bác là một cái hệ thống là đây. Ở đây thì nó sẽ có một viên pin 18650 này. Nó kèm cho các bác một viên thôi. Đấy, kèm một viên pin 18650 và có pin năng lượng mặt trời nhá. Và có cả cổng sạc luôn, báo pin các bác này. Đấy, đèn thì rất là sáng các bác này. Đèn rất là sáng luôn. Đây các bác này. Rất sáng luôn nhá. Nó có bốn mặt như này. Các bác có thể dùng để decor trang trí này. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Và mỗi mặt này nó sẽ có cho các bác là ba cái led nhá và bốn mặt luôn. Rất là dày, rất chắc chắn như này. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn. Và kiểu dáng thì rất là đẹp. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn chùa nhá. Đấy, nó sẽ là hình một cái mái chùa như này, một cái mái chùa như này.
Thế nên các bác lên cho em là đèn chùa nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con đèn chùa như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn chùa này. Đèn chùa giá của nó sẽ là 150k, 150k nhá. 150.000. Con này thì chiều cao khoảng là 18 đến 20 cm, chiều rộng là khoảng 10 cm và siêu sáng luôn các bạn, siêu sáng luôn. Hệ thống của nó là LED rất sáng luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ này. Đấy, sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đấy thì các bác ứng dụng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đó, sáng mạnh thì rất là sáng luôn, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu mã đèn đeo đầu đây. Đây, một cái đèn đeo đầu như này các bác này. Đấy. Một cái đèn đeo đầu như này. Con này thì con này trước thì bên shop cũng có bán rồi. Con này thì cũng rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. Và đây, đấy. Thì nó sẽ là hình một cái phễu như này. Thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu rất là sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy. Pha của nó rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, pha của nó rất là rọi luôn các bác theo. Đây. Đấy. Con này có thể rọi xa được từ 500 đến 1000 mét nhá. Đấy, rất là rọi luôn. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó hình cái phễu như này. Đó và đeo đầu được luôn. Đó, đeo đầu được. Các bác lên cho em là đèn phễu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Con này giá chỉ có 90k thôi, 90.000 cho một con đèn phễu như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu này. Giá sẽ là 90k nhá. Đó, nó hình cái phễu như này. Đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con đèn phễu như này. Đấy, 90.000 nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc, một cáp sạc và một cái quai đeo như này thì các bác dùng để mình đeo đầu cho em. Đó, đèn phễu. Giá thì chỉ có 90 cành thôi, 90 cành cho một em đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái đèn rất là to các bác này, một cái đèn rất là to như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con đèn rất là to luôn, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng này, rất là tiện nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một đèn và một viên pin đôi nhá, một đèn một viên pin đôi. Đấy, có kèm cho các bác là thân sạc đây. Đấy, một viên pin đôi như này và một cáp sạc như này nhá. Đấy. Một viên pin đôi như này thì tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Thân của nó bằng nhôm nhá, thân của nó bằng nhôm. Lắp pin thì nếu mà các bác lắp mà nó không lên thì đảo chiều đi cho em nhá. Đấy, lắp chiều này mà không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, ví dụ lắp chiều này không lên, các bác đảo chiều đi cho em là xong. Đó. Hàng thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là đây các bác này. Đấy, lắp pin vào bật lên cho em là xong. Đó. Con này thì rất là sáng luôn các bác này, rất là sáng luôn. Dài thì nó vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái phần đầu chóa này của nó thì rất là sáng nhá. Các bác có thể vừa dùng làm đèn này, vừa dùng làm đèn sáng này, vừa dùng để mình phòng vệ luôn, rất là tiện nhá. Đấy, đây các bác này, có 3 chế độ sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo nhá. Nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo cho các bác luôn. Đấy, rất sáng các bác này, rất sáng luôn. Và dài khoảng 25 cm. Đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, một con đèn chất lượng như này, hàng thương hiệu của hãng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn gậy này. Các bác lên cho em là đèn gậy nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. 140.000 cho một con đèn gậy như này thôi. Thân của nó bằng nhôm này, thân của nó bằng nhôm này, rất là dày dặn chắc chắn luôn. Các bác có thể vừa dùng làm đèn, vừa dùng để làm gậy phòng vệ luôn nhá, gậy phòng vệ luôn. Đựng trong một cái hộp nhựa như này, có kèm một cáp sạc luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy, giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy, lên cho em là đèn gậy này. Đèn gậy giá của nó sẽ là 140k cho một cái đèn cây gậy như này nhá. Đèn gậy 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn VIP nhá, đèn VIP. Đấy, đèn VIP các bác này. Đấy. Đây. Đấy, một con đèn VIP như này, rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Có kèm cho các bác là pin và có kèm cho các bác là hai viên pin 18650 như này nhá. Đấy, thân của nó là thân nhôm này, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Con này thì thân của nó bằng nhôm và cũng là hai viên pin. Đấy thì nói chung là cũng rất là tiện, thì các bác có thể dùng con dài hoặc dùng cái con ngắn này, tùy theo. Con này thì giá của nó sẽ là 100, con này cũng 140.000 luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá, đèn VIP này. Đấy, 150.000, đó. Đèn VIP giá của nó sẽ là 150k cho một con đèn VIP như này nhá, 150.000, đó. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái xẻng các bác lên cho em là xẻng sinh tồn nhá. Đấy, đây xẻng sinh tồn. Đây thì nó sẽ là một con xẻng gấp như này các bác này. Đấy, đây. Các bác có thể gấp ra gấp vào được này. Đấy. Gấp ra gấp vào xoay đảo chiều các kiểu này đều được luôn. Đấy, đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Có phần này để cưa cây này, phần này để các bác chặt cây này. Đấy, có phần xoáy ốc này. Và cái này các bác có thể xoáy ra nhá. Xoáy ra thì mình lại gập lên thành thành cái cuốc được này. Đấy. Các bác có thể vừa làm xẻng vừa làm cuốc được luôn. Thì anh em có thể dùng để đi rừng đi phượt này. Đấy, ở đây thì nó sẽ thêm cho các bác là hai cái cán nữa. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá, hàng quân đội Nhật. Có cả phần con dao đây, có cả phần con dao các bác này. Đấy, có còn con dao. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đây. Con dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy. Xoáy con dao vào đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, sau đó các bác xoáy cái này vào này. Đấy. Xoáy cái này vào cho em. Nó có cả cho các bác là một cái phần phá kính này, một cái phần phá kính như này. Đấy, và cái này thì các bác có thể vừa làm cuốc vừa làm xẻng nhá. Đấy. Vừa làm cuốc vừa làm xẻng cho em. Đó. Màu sắc thì rất đẹp luôn. Các bác xoáy cái này cho em này. Đó, xoáy cái này rất là tiện luôn nhá. Đây. Các bác xoay ra này. Đấy, đây là hình cái cuốc này, hình cái cuốc này. Nếu mà chiều dài của cái cuốc này thì vào khoảng là 60 cm. Còn nếu các bác cho ra cái thành cái xẻng như này thì nó khoảng 80 cm nhá, khoảng 80 cm. Đây, đây các bác này. Đấy. 1 này, 2 này, 3. Khoảng 80 cm cho cái xẻng như này nhá. Đấy, 80 cm. Còn cái xẻng này thì chiều dài khoảng 20 cm và chiều rộng là khoảng là 13 đến 17 cm. Đấy, các bác dùng rất là tiện luôn. Đây, đây nó sẽ là một con xẻng. Một con xẻng hoàn chỉnh như này. Các bác có thể dùng để mình đánh cây đánh cối này. Rồi nói chung là làm thợ đi săn bắt hái lượm rồi rất là tiện luôn. Lên theo là xẻng sinh tồn nhá, xẻng sinh tồn. Giá thì rất là hấp dẫn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Đấy. Xẻng sinh tồn, giá của nó sẽ là 250k thôi. 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 250.000 cho một cái xẻng sinh tồn như này nhá. 250.000 các bác này. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 250k và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác. Cho một cái mẫu mã xẻng sinh tồn như này. Xẻng sinh tồn. Các bác dùng thì nó khá là tiện ích. Đây. Có cái phần này để các bác cắt này, chặt cây các kiểu này. Đấy, mình có thể chuyển từ từ xẻng sang cuốc đều được nhá. Đấy. Xẻng sang cuốc các bác chỉ cần xoay cái ốc này đi cho em là xong. Đó. Xẻng sinh tồn. Đây. Đấy, làm cuốc cũng rất là ok. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ hút nước rửa bát này. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một hệ ống dẫn, các cái nắp và một cái đầu vòi bằng inox như này. Đấy, thì các bác dùng để mình hút nước rửa bát cho em rất là tiện. Giá thì chỉ có 70k, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần lắp đặt như này thôi này, rất là dễ dàng này. Đó. Đấy, có gen mình xoáy vào cho em này. Có gen nhá, xoáy vào này. Đậy vào nắp này. Đó, rất ok luôn. Đấy, để vào đây là mình hút thôi, nó rất là tiện nhá. Rửa bát các bác chỉ cần ấn này cho em là xong. Lắp đặt thì rất là dễ dàng, chậu rửa bát nhà bác nào cũng có nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát này. Hút rửa bát. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái bộ hút rửa bát như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Máy trà bếp, một con máy nhỏ gọn tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy, một máy này, các cái bộ lót này, rồi băng dính này đầy đủ cho bác như này nhá. Đó. Và con này thì nó chạy bằng pin rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, chạy bằng pin rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình trà bàn bếp này, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bàn bếp, rồi bếp ga, rồi các cái khu vực nào mà nó bám bụi bẩn nhá. Đó. Dầu mỡ đều sạch hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là máy trà bếp nhá. Máy trà bếp này, đấy. Con này trước em đang bán là 100k. Đấy, để em xem giá về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Con này đợt này về cho bác giá chỉ còn là 75k thôi nhá. 75k, giá siêu tốt cho bác luôn. 75.000 cho một con máy trà bếp như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy trà bếp. Giá sẽ là 75.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy mình lắp vào. Đó, dùng cái này mình trà đi. Sau đó thì mình lau đi, nó rất là sạch sẽ này. Đấy, các bác theo chậu rửa rồi các cái khu vực nào thảm riếc này rất là tiện luôn nhá. Đó, đây. Đánh thảm đánh riếc nói chung là rất là tiện luôn, đánh giày đánh dép cũng ok. Đấy các bác thấy không? Đấy. Đánh thảm này rồi giày dép các thứ này
bàn bếp ga này đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi, 75.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Đó, cái nạo lưỡi thì đây nó sẽ là một con nạo lưỡi như này các bác này, một con nạo lưỡi như này đây đấy, một con nạo lưỡi rất là đẹp luôn, hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Các bác dùng để mình nạo lưỡi như này cho em này, nạo lưỡi như này cho em, vệ sinh lưỡi này đấy, vệ sinh lưỡi như này rất sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k trong cái nạo lưỡi như này nhá. Lên cho em là nạo lưỡi này, nạo lưỡi giá của nó sẽ là 20k nhá, 20.000 cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa này đấy. Đây nó sẽ là một cái ủng như này, nó sẽ là một cái dòng ủng to nhá, đấy ủng to như này, về nhà các bác có thể mình xỏ qua giày dép đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống như này đấy, thì giày dép to nhỏ các bác cho vào đều vừa hết nhá. Đấy, cho vào đều vừa hết thì các bác dùng để mình đi mưa nó rất là tiện, trời mưa giày bẩn này các bác chỉ cần xỏ cái này vào cho em thôi, hoặc là bác nào hay đi ngoài đường hay mà sợ giày đường nó mưa bẩn quần bẩn áo, đây các bác xỏ vào cho em rất là tiện luôn. Thì mình đến công ty hay là đến chỗ làm thì mình lại bỏ ra đấy, tức là mình không cần thì sợ bẩn giày bẩn dép, hoặc là nhà các bác nào ở đồi núi mình di chuyển thì dùng cái này cho em nó rất là tiện. Lên cho em là ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ủng đi mưa này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc diệt dán nhá, hàng nội địa của Nhật, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá, hàng made in Japan các bác này, đó made in Japan số 1 Nhật Bản luôn. Một kỳ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 một một hộp này là 12 viên nhá. Đây nó sẽ có cái viên như này các bác này. Đấy từng viên một như này, và trong này nó là cái thuốc sinh học. Về nhà các bác bỏ vào trong tủ quần áo này hoặc gầm tủ, gầm bàn bếp các thứ. Đây. Con này thì nó hàng đa di năng, nó diệt luôn được các loại như là rán mẹ, rán con này, rồi tổ rán này, rồi trứng rán, diệt được hết nhá. 1 2 3 4 này. Bán thị phần của nó là số 1 của Nhật Bản nhá. Đấy lên cho em là hộp thuốc rán nhá, hộp thuốc rán. Hộp thuốc rán giá sẽ là 50k cho một hộp thuốc rán như này, 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ năm đĩa tròn nhá, bộ năm đĩa tròn như này. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Đấy cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em giới thiệu nhanh thôi. Đây là cái to nhất này. Đấy to nhất đây. Đấy, một cái bộ năm đĩa tròn như này. Con to nhất thì vào khoảng 24 cm và con nhỏ nhất thì vào khoảng là 10 cm. Hàng này dày lắm các bác. Đấy rất là dày luôn các bác này. Dày keng keng luôn nhá, rất là dày luôn, sáng bóng đẹp. Đấy lên cho em là bộ năm đĩa tròn, giá thì chỉ có 120.000 thôi. Bộ năm đĩa tròn nhá. Năm đĩa tròn này, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ năm đĩa tròn như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhé. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhé. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây. Dầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Ôi, những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này. Con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây. Đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này. Thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy. Da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em rất là tốt luôn, thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là
kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, có lên cho là nấm phụ khoa nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì nó rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này rồi cóc này rồi rết này rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000, 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy. Thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bối trĩ xa bối trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bối trĩ xa bối trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại co bối trĩ xa bối trĩ dùng đều ok hết nhá.
Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá, 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá, và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày. Giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, N, A và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên tiên là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này, đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó, 20k mà nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em, rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất là ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh. Giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi thôi các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ, bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên cho em là đũa sứ một vỉ là 5 đôi, giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng thì của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên cho là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này,
Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này. Đây, quà tặng này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá. Đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy, hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn con này. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy, 16, 18, 24 nhá. Đấy, khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy, các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá. Rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá. 16 sen. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25k trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này, nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này, dùng cái này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25k cho một bịch như này. 25k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy, giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này, và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây, đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này, và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong cái túi như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè, đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này. Rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời, giá sẽ là 140k nhá, 140k cho cái bộ ấm mặt trời như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130k một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35 cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, made in Germany vào này. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi, rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130k một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây. 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó. Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30 cm, bản của dao thì khoảng 5 cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng con này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn các bác này. Đấy, giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó, pha của nó rất là giỏi luôn đây các bác này. Đây, đấy các bác nhìn cái pha của nó chưa, rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó, và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn, điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy, thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhá. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá, bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone, tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây, giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này, 25.000 một bịch, và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là
khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu, vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong, trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này, rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá. Đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá. Kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau, nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này. Hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây, em sẽ bóc ra cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây này, con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp rem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp rem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp rem điện tử.
Con kẹp gem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bác này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đây? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm, nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy, nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng này là xi măng xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên xem là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên xem là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy. Thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen, nên cho em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa. Cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng, tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em mới lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một like, chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop tiếp tục về cái lô dây điện vàng nhá. Quần này thì nó chỉ tầm khoảng 20 mét thôi. Đó, nó tầm khoảng 20 mét và giá thì chỉ có 170.000 nhá. 170.000 cho một quận dây điện vàng như này. Dây của nó thì vào khoảng là dây 1.5, có đèn báo nhá. Có đèn báo này, có 5 chân cắm như này, 1 2 3 4 5. Có đèn báo, 5 chân cắm.
và dây dài khoảng 20 m, dây 1.5 nhá, hàng nội địa của Nhật. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, rất rẻ nhá. Đấy, dây điện vàng này. Dây điện vàng giá sẽ là 170k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây điện xanh này. Dây điện xanh này thì dòng dây của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây này của nó thì nó sẽ là dây 2.5 này. Đây, FA 2.5 này. Hàng Japan CU này. Đó, công suất của nó là lên tới 500V luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo mét nhá, theo mét. Đấy, dây này của nó thì cũng là dây ổ đúc cắm cực kỳ chặt luôn, kết nối rất là tốt nhá. Chống va đập, có đèn báo, có thứ hết luôn. Con này thì giá của nó sẽ là theo mét dài, theo mét dài các bác nhá. Đấy, thì bên shop sẽ về theo mét dài thì các bác cứ mua theo mét dài giúp em. Đấy, theo mét dài giúp em nhá. Đấy. Nó sẽ có cái mét dài như sau. Nếu các bác mua quận 5 mét thì sẽ là 220k bao ship nhá. Đấy. 10 mét thì sẽ là 330.000, 330k. Và 30 mét, đấy, 30 mét thì giá của nó sẽ là 650.000, 650.000 và bao ship nhá. 5 mét là 220, 10 mét là 330 và 30 mét sẽ là 650.000. Dây của nó là 2,5 ly nhá. 2,5 ly. Đấy, dây xanh. Để bác lên cho em là dây xanh nhá. Đó. Dây xanh này, 2,5 ly và giá sẽ là như sau. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng ổ đúc nhá. Ổ này nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập cho các bác luôn. Ổ đúc chống va đập thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, dòng 3 chân và 5 chân. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn, hàng rất VIP cho các bác luôn. Hàng 3 chân này thì không có đèn báo. Và hàng 3 chân này có đèn báo, còn 5 chân này không có đèn báo nhá. Dòng ổ đúc cao su chống va đập nhá, bên trong của nó đều là bằng lá đồng hết nhá, bằng lá đồng hết. Các bác yên tâm sử dụng. Con này thì dùng cực kỳ là bền bỉ, chắc chắn cho bác luôn. 5 chân cắm, hàng cao su non. Cầm cho anh cả cái ổ vàng đó. Hai cái ổ vàng kia cầm đây. Đấy, thì dòng này có bác đập phá thoải mái nhá, đập phá thoải mái. Kể cả các bác lấy búa đập cũng ok luôn, lấy búa đập cũng ok luôn nhá. Đó. Thì bên shop có rất là nhiều các cái dòng ổ điện thì em sẽ lên chi tiết cho các bác các cái mẫu luôn. Đấy, các chi tiết các mẫu luôn, đập phá thoải mái nhá. Đấy. Thì bên shop nó sẽ có 4 mẫu như này các bác này, 4 mẫu như này và bên em sẽ lên theo tên nhá. Đầu tiên thì cái này các bác sẽ lên thì em là ổ đúc cao su nhá, dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là giá của nó thì đều là 50.000 nhá. Đấy, lên thì em là ổ đúc cao su này. Ổ đúc cao su nhá, ổ đúc cao su. Dòng 3 chân, có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho cái ổ đúc cao su như này các bác nhá. Chống va đập, đấy rất chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop có hai cái mẫu ổ vàng nhá. Đấy, hai cái mẫu ổ vàng thì cái này bên em lên nó sẽ là các bác lên cho em là ổ vàng dài đi cho nó dễ. Đấy. Ổ vàng dài này. Ổ vàng, đấy, ổ vàng dài. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 à. 65k nhá. Đấy, 65k thì cái ổ vàng dài như này. Còn đây nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Thì con này giá của nó sẽ là 45k. Đó, 45k. Đều là dòng ổ vàng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy. Chống va đập các bác này. Đấy, chống va đập, đập phá thoải mái luôn nhá. Đập phá thoải mái luôn. Thì cái con ổ vàng dài này thì bên em còn lên trước thì lên tên nó là B1 nhá. Nhưng bây giờ các bác, đấy, các bác lên cho em là ổ vàng dài hoặc là ổ vàng B1, giá sẽ là 65.000. Đấy, thì con này nó sẽ là ổ vàng dài này. Còn con này thì nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá. Đấy, ổ vàng 5 chân. Ổ vàng này. Đấy. Ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Giá sẽ là 45k. Đấy, 45.000 cho con ổ vàng 5 chân như này. Còn con ổ vàng dài này sẽ là 65.000. Đấy, đây là các cái dòng ổ điện bên em, đều là dòng ổ chống va đập hết. Tiếp theo thì kéo thì bên shop sẽ về cho các bác cái kéo vàng này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Thép SK5 Japan này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một con kéo bếp vàng như này. Lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Còn mua từ 3 cái thì sẽ là 100k nhá. 3 cái thì sẽ là 100.000 cho 3 cái như này. 100.000 cho 3 cái luôn, 100.000 cho 3 cái. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái kéo rất là cao cấp luôn, đó là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Con này thì các bác biết rồi. Đó. Con này thì hàng cao cấp rồi các nhá, hàng cao cấp rồi. Rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn hơn và cái giá của nó sẽ là các bác lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật, thép SK5 này. Có chức năng là cắt gà, cắt cá, khui bia, mở nắp chai và kẹp cua ghẹ luôn, rất dày dẫn chắc chắn. Con này bao nhiêu?
con kéo khui bia này sẽ là 75.000, còn con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35.000 nhá. Nó lệch nhau một nửa tiền luôn. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đều là hàng của Nhật nhá. Đều là hàng của Nhật, Japan này các bạn này. Đó, đều là Japan nhá. Một con của nó sẽ là 35.000 và một con là 75.000. Đấy, một con là 75.000. Đấy. Hàng thì độ sắc bén như nhau nhưng mà độ dày thì khác nhau nhá. Độ dày, độ to thì khác nhau. Đó. Thì con kéo bếp vàng này là 35.000, còn con kéo khui bia này thì sẽ là 75.000 nhá. Đấy, kéo bếp vàng là 35.000, kéo khui bia sẽ là 75.000. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Thép SK5 không gì này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Kéo khui bia. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75k nhá, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu kéo cắt gà, một loại là hàng của Đức và một loại là hàng của Nhật này. Đấy, kéo cắt gà nó sẽ là có hàng của Đức và hàng của Nhật cho các bác luôn. Đấy, con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000 và con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000. Đó, 120.000. Đều cũng là dòng kéo thép SK5. Con này thì hàng của Đức này, made in Germany đây. Made in Germany, hàng của Đức, còn con này thì hàng của Nhật, Japan đây. Đó. Và hai con này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Kéo gà của Đức này thì sẽ là 90.000 và con kéo gà của Nhật này thì sẽ là 120.000. Đấy, 120.000. Chuyên để cắt gà, cắt cá rất là ngon nhá. Cắt gà, cắt cá các bác có thể dùng để cắt cành cây cũng được. Đó. Rất là tiện. Có lẫy khóa như này các bác này, có lẫy khóa như này. Đấy, chức năng của nó thì cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để kẹp cua, kẹp ghẹ, mở nắp chai đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là kéo gà Nhật, con này sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con kéo gà Nhật thế này. Đấy, còn con kéo gà Đức này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho em kéo gà Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Sản phẩm thì sẽ là một dây và một đầu vòi sen như này. Đầu vòi sen này thì nó sẽ có là 3 cấp độ nước khác nhau này, 3 cấp độ nước khác nhau. Có đóng ngắt trên tay nhá. Và có dây kết nối cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90k thành cái bộ vòi sen cao su như này. Có cái đầu vòi cao su như này thì các bác dùng để tắm massage rất là tốt này. Có đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này. Đó, sen cao su. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái bộ sen cao su như này. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen, một cáp dây như này nhé. Combo cho các bác luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đấy, 90k cho một cái bộ sen cao su như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhé. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết luôn. Đấy. Có cho các bác là các cái đầu mũi vít này. Đầu mũi vít này, PH1, PH2 này. Đấy, một cáp sạc này. Đấy, và một máy khoan như này nhá. Một máy khoan như này. Đấy, một cái máy khoan như này các bác này. Đấy, một máy khoan như này. Đấy, con này thì có cả đảo chiều luôn nhá. Có cả đảo chiều luôn. Đó, và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, có thể xoay thẳng như này được này. Đấy, xoay thẳng, có đèn báo luôn. Có đảo chiều như này. Đó, không thích dùng các bác lại xoay ngược trở lại chứ em. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái bộ đầu vít bao gồm 30 đầu như này, 30 đầu như này các bác sử dụng tùy ý nhá. Đấy, lục giác hoa thị các cái đầu mũi như này thì dùng rất là phê luôn. Đó. Bây giờ nếu các bác mua một cái bộ đầu vít như này thôi đã phải mất đi hàng trăm nghìn rồi. Đấy. Ngoài ra thì nó lại có một con tay lắc như này này. Đấy, một con tay lắc như này rất là tiện luôn. Đó, một con tay lắc như này. Các cái đầu mũi khoan này, các cái đầu mũi khoan, đầu mũi vít nhá. Đấy. Đầu khoan, đầu vít đầy đủ cả đầu khẩu luôn. Combo cho các bác một bộ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đó. Khoan mini 180k cho cái bộ khoan mini như này. 180.000. Giá không thể tin nổi luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy và hai mũi vít như này, một máy hai mũi vít, một dẹt một tròn. Đấy. Và con này cũng có cho các bác là đảo chiều lên xuống nhá. Đấy, nó hết pin rồi về nhà các bác sạc vào cho em. Đấy, có kèm cho các bác là một cáp sạc luôn, kèm một cáp sạc như này. Đấy, hàng nhỏ gọn bằng cổ tay như này, dùng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để bắt vít nhá. Đấy, tháo lắp vít rất là ok, có ra có vào cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Con này thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 120k. Đấy, tháo ra lắp vào.
máy vít 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái móc gỗ đây. Lên cho em là móc gỗ nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu móc như này. Có cho các bác một cái đầu xoáy như này, các bác có thể dùng rất là tiện. Lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k cho cái móc gỗ như này. 40.000 cho một con móc gỗ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai luôn. Thêm một cái đầu vít như này các bác. Đấy, đây đi xem. Thêm cho các bác một cái quai móc nữa. Đây. Thêm cho các bác một cái quai móc như này, các bác móc vào đây cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện này. Đấy, móc vào đây cho em mình sử dụng nhá. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy, treo lên như này. Lên cho em là móc gỗ nhá. Móc gỗ giá sẽ là 40.000 cho một con móc gỗ như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thanh cài dao nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này. Bao gồm cho các bác là các cái khay để các bác dắt dao này, và 1 2 3 4 5 5 cái móc như này. Chiều dài khoảng 45 cm và giá thì sẽ có 90k thôi. 90k cho một con thanh cài dao như này nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90.000, rất là tiện luôn. Có vít đây, có vít về nhà các bác có thể bắt vít vào tường này, hoặc là bắt vít vào cửa giả này, hoặc là bắt trực tiếp lên tường đều ok hết. 90.000 cho cái thanh cài dao như này, rất tiện ích luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái rổ vuông nhá. Rổ vuông này, đấy, đây nó sẽ là một cái bộ rổ như này, bao gồm cho các bác là ba đôi nhá. Ba đôi đấy, ba đôi sẽ bao gồm cho các bác là ba rổ ba chậu nhá. Ba rổ ba chậu như này. Đấy, ba rổ ba chậu như này. Lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, cứ combo cho em là ba rổ ba chậu, ba rổ ba chậu 90.000. đấy, tính ra là mình mua chỉ vào mất có 30.000 thôi. Đấy, con nhỏ nhất này khoảng 25 cm, mà con to nhất này khoảng 35 cm. Đấy, đây nhựa như này mới gọi là nhựa con này. Đấy, nhựa như này mới gọi là nhựa cho em. Đó, nhựa thì nó sẽ là hàng nhựa Việt Nhật đấy. Nhựa Việt Nhật 2 lớp, hàng ISO, an toàn, sử dụng nhá. Đó, rổ vuông giá sẽ là 90.000. Giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mũ dàn di nhá. Các bác lên cho em là mũ dàn di. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mũ như này, một mũ dàn di đẹp như này, và một con thắt lưng như này nhá. Đấy, một mũ một thắt lưng như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Một mũ một thắt lưng như này rất là đẹp. Giá thì đều là đồng giá 80.000 một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc mũ, và 80.000 cho một con thắt lưng dù như này nhá. Thắt lưng dù hàng của thương hiệu Dép này. Đấy, tuổi đời của con này thì nó sẽ là vào khoảng là năm 1941 nhá. Đấy, công ty Dép này là khá là lâu đời rồi. Chữ Dép to khủng bố luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đây. Đấy, một con mũ dàn di này, rất là đẹp, đội vào thì cực kỳ là form. Ôm đầu cho các bác luôn nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là mũ dàn di, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, và thắt lưng cũng là 80.000 luôn. Mũ dàn di này. Mũ dàn di giá sẽ là 80k. Đấy. Và lên cho em là thắt lưng dù nhá. Giá sẽ là 80k luôn. Thắt lưng dù cũng 80.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vỉ bàn chải này. Vỉ bàn chải của Nhật đây. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6. Một vỉ là 6 cái như này nhá. Bàn chải cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, chất liệu bàn chải này cực kỳ là mềm luôn. Đó, dùng nó rất là thích nhá. Và cái này thì có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đầu bàn chải to, dùng rất là thích. Đấy, chà răng rất là ngon luôn. Một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 6 cây bàn chải luôn. Đấy, lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải, giá của nó sẽ là 25k cho một vỉ như này. Hàng này là đạt tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn nhá. Đấy, tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn. Đấy, khi các bác dùng con này thì chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá sẽ là 25k cho một vỉ bàn chải như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thắt lưng này. Đấy, thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này. Một cái thắt lưng như này rất là đẹp luôn. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp này. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Và bao gồm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Hai mặt như này rất đẹp các bác này. Đấy. Hai mặt như này rất là đẹp luôn. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp này bao nhiêu đây? Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, lẫy cà như này các bác này. Đấy, lẫy cà như này rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đây. Đấy, trơn này. Đấy, khóa của nó nghe rất là thích rồi. Đấy, rất đẹp các bác này.
lên mã giúp cho em, đó là cá sấu hộp 1 dây và 2 mặt nhá. Đấy, cá sấu hộp 1 dây 2 mặt như này, 1 dây 2 mặt. Giá thì sẽ là 100 đấy, lên mã giúp cho em là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 160.000, đựng trong một cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà nhá. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Đó, cá sấu hộp này. Cá sấu hộp 160k. Còn nếu các bác mua nguyên một cái dây không thì giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, một dây một mặt thì sẽ là 80.000. Còn nếu mua combo trọn bộ như này thì sẽ là 160.000. Đấy, tùy theo các bác. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái que hàn nhiệt nhá. Que hàn nhiệt, đây nó sẽ là một cái que hàn như này. Đấy, bằng một vỉ này của nó thì sẽ là bao gồm là 3 que nhá. Khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị gãy như này thì các bác rất là thông cảm thôi. Đấy, thì con này về các bác chỉ cần dùng lửa mình đốt lên cho em. Dùng lửa mình đốt lên, sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực nào mà nó bị các bác muốn hàn, các cái lỗ các thứ đều là ok hết nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái bịch que hàn nhiệt như này. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25k. Đó, 25k cho một cái que hàn nhiệt như này, 25k thôi nhá. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn này. Mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trái nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trái nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn. Đây thì em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng tôi nhận hàng, kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó, thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây, nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhé. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy, thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác hàn nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kinamxi hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo năm linh hải rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này đây, anh em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ra đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Đấy, em dùng tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa.
Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân rất là tiện luôn. Nhấn và tát thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay bắp chân, lưng vai cổ các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây thì nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000, nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra, sau đó thì mình trăng lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non, và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí, và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế ghiếc các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho bọn em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn, thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever, thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan, thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450 lít, gần nửa lít luôn. 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá.
55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winding của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn, và đầu thì đánh nhám chống dính chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít. Hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện con này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cầm anh như ghế, cái nồi cơm sáp cho nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá, 500.000 tròn. Đấy. Mở này, đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy, một cái khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này, rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này con này. Nghe nó kêu như chuông đúng không nhá? Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3-4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của là nó là 1.8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm sáp của Nhật nhá. Nồi cơm sáp của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó. Dung tích của nó là 1.8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm sáp 500k nhá. 500k tròn cho cái nồi cơm sáp như này các bạn này. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1.8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1.8 lít và điện 220V 50Hz. Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn. Dung tích 1.8 lít, từ 3-5 người ăn thoải mái các nhá. Từ 3-5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên cho là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví hồng này các bác này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với 3 cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi
lấy da chết rồi nhíp rổ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có ba cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá, đấy ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nha, 60.000 cho một em ví hồng như này đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nha, đấy ví hồng này giá sẽ là 60k này, cái ví hồng như này 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá, đấy ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, 3 cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nạn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Hokori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nhá, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này, thì các bác rót nước nó chắt ở đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xoong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất này. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này. Bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra, thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá. Và bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân, kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng gạo như này. 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm. Đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy đây, các cái đầu bơm của nó đây các bác này. Bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá. Bơm khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá. Siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xít thoải mái luôn. Hai xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy. Con một xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con hai xi lanh này thì của giá của nó sẽ là 200 mấy nhỉ? 250.000 nhá. 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Hỏi lại cho anh em bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000 bao ship tận nhà. 6 cân chiều về chở được nhá. 2 xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Sạch, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây.
bình xanh. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm thì các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có rèn bảo vệ như này rất là tiện ích này. Đấy. Con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây nó bằng nhôm này này. Có những con khi vận chuyển thì nó bị trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý, thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì con nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác, hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện. Vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k. 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi. Thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này. Kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm chứ em. Mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. 30 lưỡi và một cái lọ kem, kèm thêm một lọ bàn cạo. Một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì tiếp shop về cho bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói. Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên, 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy. Tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên. Còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dai lên các bác này. Đấy. Giấy rất là dai luôn các bác thấy không? Giật bình bịch như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dai, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Nó một gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá. Đưa cho anh cái chảo này. Đấy. Hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bác này. Đấy, rất là dai nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28 cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Chiều nay đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship quá nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bác, đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng như này.
mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi các bác nhá. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây, made in USA các bác này, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên. Cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy. Nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá. Cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180k một em nhá. 190.000 quá nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhá. Đấy, có hai màu, màu đen, màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen, màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp các bác nhá. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy. Giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá. Ví da bò sẽ là 120k. 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có điện báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó thì mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật, chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là, cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này là 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em, dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn. 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá, sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này. Đấy, rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm mà sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 25.000 thôi nhá.
Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin mà các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k. Rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu, sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy. Đấy, 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên này nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít. Con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên trên là bình 20, giá sẽ là 80.000 nhá. Bình 20 này, bình 20, giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k trong con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ làm cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên cho là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn, các bác dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác, là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả phích cắm như này cho em luôn. Đó, rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá, và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trông trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách, rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, là cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó. Bình tông giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước, rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, gen giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này
thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dặn chắc chắn con này cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này. Đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy. Còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào bát là nó đẩy lồi hết này luôn, thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá. Khò ga đại, con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000, 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy, đầu của nó thì là bằng đồng hết này, đầu bằng đồng, giữ nhiệt rất là tốt luôn và là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng, giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000 nhá, khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 15. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy, con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn, rất sáng các bác nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi giá đã phải là 570.000 nhá. Đấy. Vậy một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá, 40k cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thôi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
bộ điều khiển từ xa này. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy và một cái con nguồn như này các nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá, thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3 4 nhá. Cái này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3 4 nhá. Đầu vào là 1 2 và đầu ra thiết bị là 3 4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Bây giờ cắm vào này. Mình cắm điện vào là được nhé. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m thôi nhá. Là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi, được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95k một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95k. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m², là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé.